Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Tôi cầm màu 2, đến vòng đi dò. Cảm ơn anh Nhật đã gửi tặng em 100k nhá, thank you anh. Đây là màu quả đầu dành cho anh chủ chim ấy. Một màu quả đang có được đó là 6 cây. Đó. Giật ra giật vào này. Có sâu nào đắt giá của anh nhé Hải à? Ok anh. Những người hát bolero như anh thì thiếu gì sâu. Hỏi đều với em nữa. Đây em nói với đủ chim sẻ. Sẻ thì đang có một bầy hươu cạnh với cánh rừng. Chúng ta dẫn trước với tỷ số 1-0 anh em ơi. Quả đầu cũng 6 cây. Như vậy là hai anh em đều quả 6 thôi. Bài sẻ hai rừng đây rồi. Một rừng thông và một và rất nhiều rừng thông. Thế rất móc bình. Mắc thế đánh cung rồi. Cái này đánh cung là mắc thế. Bây giờ chỉ cần đồ nữa thôi. Chạy Bùi Hoàng Nam nhá. Cố gắng đưa mấy con hươu này về dành cho game thủ chim sẻ. Đá nó ra khỏi cái rừng già này thôi. Bầy hươu đầu như 7 con luôn này. Dò mặt kia thấy mấy con voi giật về giữa nhà có quả phụ là đẹp rồi. Thế thôi. Sẵn nhặt đúng không ạ? Hoặc là xong bao về góc 3 giờ quả phụ nữa. Cho dễ chơi. Hươu đầu đưa về đưa đi chim sẻ. 3 con hươu. Xả luôn. Tránh quá khứ nha, chào anh em. Ok, như vậy bầy hươu đưa về 3 con đây rồi. Ra sau cái rừng già này xem có gì hay không. Ui. Sư tử ở sau rừng già, 2 bầy hươu. À, 1 bầy hươu. Chưa voi anh em ạ. Chúng ta cần voi và quả phụ nữa. Còn mấy con hươu, bầy hươu đầu chúng ta có thể đóng hết nhân đôi nhá. Ăn cả hươu cả gỗ luôn. Hoặc là một lát nữa có tay chúng ta có thể đưa nó về. Rất là ok đấy, chim sẻ. Đây hôm nay có chim mệnh. Vậy là một bài đấu đã có bầy hươu đầu về rồi. Một thế bài cũng có rừng thông ở gần nhà. Nhưng mà rừng này thì phải đóng hết ra ngoài. Mới chỉ có một bầy hươu thôi, đang thiếu rừng đến từ chim mệnh. Khả năng cao là phải đi dâng Nga trận đấu này cơ. Không có rừng. Có thêm rừng đây. Đồ ăn thì cũng đang hơi xấu nữa. Chúng ta đến với mặt máy game thủ chim sẻ đi. Sẻ có voi đưa về đây rồi, một voi. Vâng, và đến với trận đấu này thì chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Hera Beer Club, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ngoài Việt Nam. Hera Beer Club, một tụ điểm ăn chơi sang chim mịn bậc nhất tại quận Hà Đông, với rất nhiều khuyến mãi dành cho fan hâm mộ của cộng đồng AOE Việt Nam. Anh em nào đến vui chơi tại Hera Beer Club thì các bạn có thể đặt bàn trước và thanh toán kèm mã Chim Sẻ Nắng sẽ được giảm 20% trên tổng bill. Và đang có rất nhiều khuyến mãi tất cả các ngày trong tuần dành cho anh em khi đến vui chơi tại đây. Hera Beer Club có địa chỉ tại tầng 4 tòa SHG số 8 Quang Trung Hà Đông. Anh em có thể đặt bàn qua số điện thoại hotline 036 795 0996. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy là bài đấu đang có được 4 voi hiêu đầu dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. 3 voi được đưa về đây rồi. Hiêu đầu thì S2 nhân đôi, ăn được 3 hiêu còn lại đúng không anh em? Nhét dần bên trong cơ cấu bầy hiêu này. Còn tới 4 con hiêu nữa cơ. Giải quyết mấy cái điều này thôi. BB thì sẽ bo mặt sắp em đồ giữa anh rừng 12 giờ xuống đây rồi. S3 kinh đời 75X, 26 dân. Em tròn với bài 4 voi hiêu đầu. Đánh cho cái đủ chim sẻ. Bài này không đánh 27 dân cộng 1 đường nữa anh em ạ. Đánh 26 dân cộng 1 thôi. Con voi tiếp theo. Rồi đưa voi về. Với một bài đấu như thế này thì sẽ kích tầm 12-5 đến 10-30. 26 dân cộng 1. Đây là con voi thứ 4. Đúng không chị Nam? Nhầm. Mệnh dâng Nga đúng không? Thôi thì không xem máy mệnh nữa. À đâu. Ừ thôi không xem máy mệnh. Mệnh dâng Nga kệ. Rồi. Ra máy sẻ được rồi. Tí đánh nhau chuyển máy mệnh. Kệ. Hôm nay sẽ BM BA đóng trước con dốc này trước cửa nhà đây rồi. Đây là BM và BA. Vâng, như vậy đội bạn hai nhà 27 dân. Mệnh có là bài đánh 26 dân trận đấu này thì phải. Rồi, kích. Thiếu tí thịt. Đó, đúng 10-25 đúng không anh em? Em bảo bài này 10-25, 10-30 mà. Ép tròn.
kém xèng 15 giây. Thế thôi. Dân thì lắc khỏe kìa. Chị Tám không về nữa, anh em bảo tối nay ở đây chơi đêm rồi. Anh em nào tối ra chơi đêm cùng chị Tám thì anh em có thể ra ngay tại Sparkus chim sẻ nắng Cyber Game anh em nhá. Và anh em có thể đến tại địa chỉ đó chính là số 10 ngõ 201 Nguyễn Tuân anh em nhá. Đang cơ cấu ra ruộng này rồi. Mày lười làm rồi. Đen bớt đi. Dùng dịch tăng A thôi. Và như vậy đây là 3A đến từ cái thủ chim sẻ. Chúng ta có một máy truy bệnh với bài đấu đi dâng A 26 dân. Và như vậy sẻ vẫn là người lên đời sớm nhất bản đồ trong trận đấu này thôi. Bài bên kia dường như kích 11 hết rồi. Tập này 13 rưỡi chưa lên đời chứ kích 11 chứ còn gì nữa. Thôi xem sẻ đối đầu với ông nào thôi. 4A đầu cánh. Yeah, U98 về đi cháu ơi kìa. À, bạn em đây. Vâng, như vậy 4A này, sau đều dành cho cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Ôi, nhầm. Rồi, như vậy là 4A bắt đầu đẩy lên dành cho cái thủ chim sẻ rồi. Ai sẽ người đầu cánh của sẻ đây? Vâng, quả phụ sau rừng thật đây này. Rõ thấy. Và thực ra bài 4 voi yêu đầu vẫn em ok rồi, vẫn sớm nhân 3-1 nhá. Đó chính là game thủ Tiên Như Vũ cũng đã có tờ rửa đầu tiên. Bài này sẽ là bài 4A của ai sớm đến từ cái đủ chim sẻ thôi. Đang cơ cấu được rất nhiều ruộng đây rồi. Đứng sau rừng để tỉa dân đối phương. Vậy sẽ đi phía sau, sẻ đang bắn mặt trước. Chúng ta sẽ phải quay Tiên Như Vũ lại để đưa về thế 2-1. Và như vậy Mệnh đang đấu màu 6 game bên kia rồi. Sẻ vẫn đang dền dứ trước cửa nhà Tiên Như Vũ. Đeo máy yêu chim Mệnh. Vậy tham lai đầu số là 37 và vào một tên về phía nhà Sen Long. Đây là khoanh ruộng của anh Long và đang có một tên quân bắn nhà BA của cái thủ chim Mệnh. Và BA của Sen Long và BA chim Mệnh ngay cạnh nhau luôn. Sen Long đã có một tên giật về để thủ tên đầu của Mệnh đây rồi. Đây sẽ phải cua sang bên kia. Nếu như mà cua sang bên kia thì mình nghĩ là màu 6 sẽ đuổi theo luôn, chứ không để cho một mình Tiên Như Vũ đỡ đâu. Cái này sẻ tham lai là 48 và đã tách được một cung đờ bên trong nhà đội bạn. Đội bạn đã vẩy để bắt quân của thủ chim sẻ nhưng không bắt được con nào luôn. Và tay quân rất khéo dành cho đủ chim sẻ nắng. Bắt đầu lao vào nhà người cầm màu 1 bên phía đối bạn. Tiên Như Vũ đang giật quân về và đang có dân đuổi cung rờ chim sẻ. Tham lai là 52/60 và cần phải có một tên gỗ 2 và BA thứ 5. 3 cung rờ vào móc nhà đối phương này rồi và BA thứ 5 được thiết kế với cái bài đấu này. Và vẫn là những con nông dân đến từ Tiên Như Vũ ra đập cung rờ. Và cứ đập thôi, mà anh đập thì em lại bắn thôi. Đi đâu, vậy e, rát đấy anh trai. Rát. Rồi, cố làm con dân nữa thì nằm xuống, chết rồi. 5A, tới từ cái thủ chim sẻ. Ruộng nương rất nhiều. Đây là máy của cái thủ chim mệnh ở cái bên kia. Mệnh tham lai đa số là 45 và đội bạn đang không có ai đi quản chim mệnh được cả. Và đang áp lực nhà màu 6 tới từ chim mệnh. BA tiếp theo. Rồi, đội bạn gần đốt được một BA chim mệnh rồi. Tham lai là 50 tới từ chim mệnh đang cân với người cầm màu 6 ở cánh này. Sẻ sẽ mất thời gian trước người cầm 1 nhưng đã khỏe hơn màu 1 rồi. Nên vậy chỉ cần cầm chân người cầm màu 6 và đợi sẻ giải quyết xong màu 1 tạt sàn thôi. Chúng ta sẽ có được chiến thắng ở trong trận đấu này. Tham lai là 42/56 dành cho game thủ chim mệnh. Vẫn đang đấu quân chất lực với game thủ xe lòng. Ở nhà bị móc hay gì kìa? Không, chưa bị móc. Sẻ vẫn đang đấu quân, à xin lỗi, Mệnh vẫn đang đấu quân cân với xe lòng luôn. Các bạn cũng vừa nở ra một tơ quân mới. Sẻ sẽ thắng cánh trước game thủ Tiên Như Vũ thôi. Sẽ lòng vác cả dân ra để đảo thôi. Đây là máy game thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là 57 và đang chơi về nhà của game thủ Tiên Như Vũ. Tiên Như Vũ cũng đẩy một tơ quân lên nhà chim sẻ. Đối đầu với nhau mặt BBM này, chúng ta bo nhà cứng bên trong rồi. Dân vẫn đang xong rất đều. Tiên Như Vũ đang dậy khá khỏe đấy nhá. Và tham lai 54 đó là tham lai hiện tại dành cho bài đấu này. Chúng ta có màn máy của game thủ truy bệnh. Bệnh bắt đầu tạt lại màu 1 đây rồi. Và màu 6 bắt đầu đẩy quân đi bắn nhà truy bệnh.
và sẽ mệnh sẽ tạt nhà 1-1 luôn. Với thế trận như thế này thì mệnh sẽ cố gắng giữ tham và bắt đầu lọt nhà đối phương thôi. Vào luôn. Rồi bạn đã giật quân lại, mệnh giật ra, sẽ dồn vào thôi. 39 là thập lại dài. Đang đóng A mới tới từ đủ chứ mệnh đây rồi. Và làm tơn đi vòng. Bên này thì sẽ tham lai là 67. Đang ốp lên nhà BA về phía đối phương. Rồi đấu quân nhà BA đội bạn thôi. Mệnh phải đi vòng ra phía sau anh em ơi. Tham lai là 66 thì như vậy đấu này. Sẻ đã đấu quân 1-1 và mệnh sẽ phải đi vòng ra phía sau để móc vào nhà đội bạn. Mệnh không đi vòng ra mặt BA được anh em ạ. Màu 6 chắc đang vẫn đi quản nhà chú mệnh thôi nhưng chưa có tân tàn. Tân này mệnh vào thì mình nghĩ là tiên vũ sẽ gãy thôi. Tham lai 66 đến từ hình thủ chim sẻ và tân tiếp viện đã đến. Và đang đấu quân chân lực với Vũ. Anh Vũ trận này em quân châu vết nhờ. Và như vậy là 6 sang cứu 1-1 trận đấu này. Trái chim trời Hải Dương nhá, hello anh trai. Và Xe Long như vậy là sau hơn vừa rồi thì Xe Long khỏe đấy. Sẻ tiếp viện quân như này mà không ốp được 1-1 là cũng căng anh em ạ. Đây là mệnh. Mệnh bên này tham lai 36. Đã có 4 nhà BA mới tới từ chim mệnh để sóc quân đây rồi. Ra thêm một chiếc nhà mét nữa để có thể ủng hộ nhà bị quản chạy thôi. Và khoanh ruộng kín thì chú mày cũng không bị phát hiện. Lên. Và đây là cái thủ chim sẻ. Xem nó có âm đồ không? Bây giờ như là lắm âm đồ chứ. Sao quân kinh nhỉ? Một sóc quân châu thật đấy. Ok, cảm ơn anh chim trời Hải Dương nha. Thank you anh trai. Làm cũng chẳng là ớ luôn. 6-7 nhà bè bắt đều với chim sẻ rồi BC. Và màu 6 đang dồn quân lên là chim sẻ rồi. Và khá đông quân như Xe Long nhưng mà anh ấy cứ chạy thẳng thôi. Ok. Nhầm. Và mệnh đang bóc nhà màu 6 khiến cho Xe Long đi một tơn quân như là trong mù mắt khán giả như này. Game thủ top 1 thế giới đi quân cũng giống Nguyệt Hải Mario này. Chứng tỏ Xe Long cân tôi. Cay ghê. Sao lại thắng được kiểu 33 nhở? Chắc chắn là do 98 rồi anh em ạ. Đi quân đến nay mà thắng được kèo 33. BB bị đục kìa. Tham lai 8x đến từ cái thủ chim sẻ. Đội bạn đang bắn BC ở chim sẻ nắng và đây là phá vỡ E để bắt quân của Tiên Như Vũ. Vâng, khóa hết cả hai luôn, có nhá. Vâng, nhận được gỗ đây, chim bệnh bơm cho đây rồi. Bắn thôi. Xe Long đi lỗi một tân quân rất đau anh em ơi. Và bây giờ thì 1-1 còn bị bắt quân lên phía nhà chim sẻ và tiếp tục là phá giải E đây chim sẻ. 2-0 được chưa các cụ ơi? Tầm này thì chỉ có thể là sao cười gì em? Ok, mày nói vào mic của anh thôi. Đám này vẫn chưa chịu về anh em ạ. Ok anh chim trời Hải Dương ơi, trả lời comment của anh ra ngay. Có luôn. Vâng, tham lai là 97 thôi chim sẻ. Xe Long đang còn một vài đơn vị tàn quân móc lại ngược ba ở mặt 3 giờ chim sẻ nào. Ê, đông thế. Cái này đông nhá. Và nhà Xe Long vẫn đang bị lủng. Ok. Nó đi tất tay rồi. Chốt. Rồi. Vâng, đội bạn ốp tận cuối rồi. Ui ôi. Đông này đen cả BC đi chứ chẳng đáng để cứu nhà. Quá đông quân bên phía đối phương. Tạm lại là số là 90 đi chia sẻ và khả năng phải giật hết quân bên trong để đỡ hai nhà đội bạn trong cứu này rồi. Đang đen ruộng để dàn quân nhưng mà tên này mình nghĩ là thôi thì tầm này thì cân đôi thôi gì đúng không ạ? Tham lai 8x đến từ chim sẻ vào hết đây. Ủa, anh vào đây em đỡ phải đi tìm. Đông thế. Và cả màu 1 nữa đang rất đông quân về phía đội bạn. Chết dở rồi, tuần này là mệt đấy. Và màu 1 siêu đông nha anh em. Những cái ruộng của chim sẻ nắng đang khiến cho đội bạn khá khó khăn trong việc gộp quân cùng nhau. Chúng ta có dân đây và khả năng cao phải phát dân ra để quật luôn. Tơn tiếp theo nở ra bắt màu 1 nhà BA. Và tơn bên trong thì vẫn đang cố gắng đỡ đây chim sẻ. Màu 1 đang sóc đều quân đẩy lên. Tham lai là 61 tới từ chim sẻ. Chú ý tơn bên trong. Tham lai là tụt thảm hại lên cho chim sẻ nắng về 50 cờ trong trận đấu này các bạn ơi. Mất rất nhiều quân và dân và mệnh đã về đến nhà đây rồi. Bảo vệ Hoàng Thương. Ok, đỡ được nhà rồi. Mệnh vẫn đang nhồi đồ cho những thủ chim sẻ nắng ra quân nữa. Ui. Tham lai thì vẫn chưa nói trước điều gì đâu anh em ạ. Khoai đấy, tôi đang cảm thấy khoai dần đều rồi đấy anh em ơi. Khoai, tầm này khoai thật đấy anh em ạ. Khó đấy.
khó cho Sen Long. Khó cho Sen Long gì? Mệnh với tham lai 40 rồi thì chẳng khó cho Sen Long. Anh có nói sai gì đâu em, cứ bắt bẻ anh cay ghê. Quay về đi. Tham lai 40 dành cho chúng vậy rồi và tiếp tục bắn trong nhà của game thủ Tiên Vũ, bắt tỷ số là 2-0 dành cho bộ đôi chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Ok chưa anh em? Thua kèo 3-3 chắc chắn là do 9-8 rồi. Không chuyển đi đâu được anh em ạ. Thế trận từ đầu không yêu mà Hải Mario. Ok. Lại còn không yêu thì anh muốn thế nào nữa? Và dãy nảy lên ông M1 ép quân thì làm gì có dân đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi anh em ơi. 2-0 ở trong kèo đấu này.